Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh những cô gái rất là xinh đẹp đang múa này. Đây, tô vào nhìn nha. Mái tóc thì mình sẽ dùng màu đen nha. Cô gái chân rất là dài, chiếc váy này mình dùng màu cam, màu da này. Chiếc váy rất là đẹp. Các bạn nhớ theo dõi hết video để xem thành quả của mình nhé. Chiếc váy của cô gái này thì mình tô màu đỏ này.
ơi, vậy là chúng mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những clip hướng dẫn tô màu rồi tiếp theo.